Đầm sen cháu Nguyệt ơi. Đầm sen nước nha cháu Nguyệt. Đạt trốn đâu rồi mất Huyền ơi. Huyền ơi, Đạt chạy đâu mất rồi. Đạt nhát lắm không dám trượt. Thành rủ Đạt chạy trượt mà không dám trượt. Đạt chạy đâu mất tiêu rồi. Đang đi tìm Đạt không biết Đạt đâu rồi đây nè. Chị Xuân ơi, Đạt nhát lắm, Đạt không dám trượt, không dám trèo lên thác trượt, nhát như cái ngày. Quýnh ơi, Đạt đâu rồi? Quýnh ơi, Quýnh ơi, Đạt đâu rồi? Quýnh, Quýnh, hai đứa đâu rồi? Thằng Kiếu và thằng Quýnh mà, thằng bạn Thành mình Đạt đâu rồi? Nó bảo nó đi nó trượt mà thằng Đạt nhát không dám trượt. Ông Đạt nhát như cái ngày. Khánh ơi, Khánh ơi, Khánh. Cánh thẻ hả? Đây đây. Rồi đó. Đi tới đi rồi. Khánh đi xuống đi Khánh. Yeah.
đây nó có mặt đường. Bà không đi bắt xe ạ. Ra đây đi trượt đi. Đi trượt đi. Yeah.
Dạ đây. À, Thành ơi. Thành lên. Bảo ơi. Bảo. Bảo. Em đâu? Đi đây này. Bảo ơi đi lên đi Bảo. Đi lên. Đâu đi trượt cái ống kia kìa. Đâu quay chỗ này mà, cái ống này mà. Đâu, đi cái này. Trượt cái đấy người ta đâu trượt. Em đâu? Theo em ra đây. Đứng dưới chỗ nào?
bảo ra tìm những năm yêu. Chưa. Chưa. Bố thì bảo chỉnh. Chưa. Quý bố là quý cho bác đi quay bố bảo chỉnh. Còn chơi không vậy? Có chuyện nói sao rồi. Sao mình lên trên tố tố trẻ còn thiếu nhi? Tí là có hả? Thiếu nhi kìa. Biết rồi, tí là có. Sang đấy xem có em có đấy không? Không có thiếu nhi. Nhanh đi về đây nhá. Sợ á? Đau không? Bé chứ hả? Hiểu ơi! Hiểu! Cái tao mới xuống mày làm cho mày nhảy mãi. Em trên này đúng không? À. Bà kia đâu? Bà đúng ở trên này đấy rồi đúng không? Nhát lắm! Sao? Mấy đường đừng có xuống mày nhảy mãi. Cái này trên đi nó bảo. Quay đã đi. Hai bốc quanh. Hai bốc quanh. Mẹ chết chết lắm rồi mẹ mới nói. Bà cái hai bố anh lên này bác luôn cái sao. Bà đâu? Đập chân vào đi. Đau quá. Đau lắm không? Đau lắm không? Có dầu xin cái dầu bôi vậy. Anh cứ ngồi từ từ xuống, quen nhịn mãi, bơ bước mãi xuống, để chân để trên nếu mình không. Là từ từ cứ ngồi ra giờ rất bình thản, để bước chân xuống. Đau không? Đau lắm hả? Xin cục đá vậy? Ra đây có xin cục đá.